Xin kính chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán các bạn. Ngày hôm nay mình hướng dẫn tất cả các bạn cách giải phương trình mũ bằng máy tính, được chưa? Thì mình sẽ cho một ví dụ 3 mũ x cộng 1 bằng 9, đáp án A, B, C và D. Thì để giải được cái phương trình mũ mà bằng máy tính thì bước 1 nè, các bạn phải biến đổi cái vế phải, đây là vế phải nè, đây là vế trái nè. Làm sao cái vế phải của mình phải bằng là số 0, ok chưa? Thì mình sẽ chuyển cái số 9 thì qua bên này. Vậy mình đặt fx bằng 3 mũ x cộng 1 trừ trừ 9, ok chưa? Sau đó các bạn sẽ sử dụng máy tính bấm, được chưa? Thì mình sẽ kết hợp giữa chỉ và bấm luôn. Thứ nhất mở nguồn nè, thứ hai các bạn bấm số 3 nè, được chưa? 3 mũ, 3 là mũ nè, mũ mấy à, mũ x cộng 1, x là một cái chữ nên mình phải bấm a l b h a. Rồi x đây, x đây, được chưa? Rồi cộng 1, cộng 1, rồi bấm cái dấu đi về phía trước nè, trừ bao nhiêu à, trừ 9, được chưa? Sau đó các bạn muốn giải giải cái phương trình này thì các bạn bấm bấm shift nè, bấm shift, các bạn nhớ cẩn thận nha, bạn bấm shift, bạn các bạn phải thấy cái chữ shift nó hiện lên đây, chữ shift nó hiện lên nè, rồi bấm c a l c. Rồi vậy mình phải có hiện cái chữ đây là phương trình x bằng bằng một, được chưa? X bằng một và các bạn chỉ cần chọn kết quả đây, câu câu b, ok chưa? Bây giờ mình bấm lại lần nữa nha. Rồi mở nguồn nè, ba nè mũ nè x, được chưa? X là một cái chữ cái nên bấm a l b h a. X nè, đây là x nè, trừ cộng với cộng 1, rồi bấm mũi tên tớ, trừ 9, rồi bấm shift c a l c. Ở vậy phương trình x bằng bằng 1 đây, ok chưa? Đó là cách bấm phương trình mũ. Nghe các bạn có thắc mắc hay ý kiến gì, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Các bạn nào có những cái bài tập liên quan về phương trình mũ mà các bạn muốn bấm mà bấm không ra thì các bạn có thể comment, mình sẽ giải giùm nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn, xin cảm ơn, bye bye.